Xin chào quý thân mến, hiện tại thì hai anh em mình cũng đang con đường đi lên trên khu của em trưởng thôn là em Chứ ạ. Em cũng có gọi điện cho em cái bảo là ở bên trên gần nhà em Chứ cũng có một cái hoàn cảnh mẹ chết thì bố cũng bỏ các con đi lấy vợ hai, tức là đi theo vợ hai rồi không ở lại nua các cháu nữa. Thì không biết là cái hoàn cảnh đấy như thế nào. Chị nghe được cái cuộc gọi của em Chứ đã gọi cho em cái lên trên đấy để chia sẻ cái hoàn cảnh, không ai biết, nhưng mà em cái chưa vào đấy, thì hôm nay cũng có hai anh em mình cũng đi vào đấy để chia sẻ cái hoàn cảnh đấy nhé. Cũng chưa biết là cái hoàn cảnh đấy khó khăn hay thiên thú cái gì, thì hôm nay anh em mình cũng chưa chuẩn bị cái quà gì ạ. Mình cứ đi vào bên trên nào. Đi cảm nhớ tình hình trước. Tức là em Chứ thì em cái cũng có điện nha, thì em bảo là em cũng ở gần ngay cạnh cái nhà của cái hoàn cảnh các cháu đấy ạ. Anh em mình cứ đi qua đường này, đi lên trên đấy là cũng sẽ gặp em đấy rồi. Bây giờ anh em mình cũng sẽ đi lên đấy nhở. Cái ngô vụ 2 này không tốt nha anh nhỉ. Ngô này bây giờ mình trồng nó không đúng với thời vụ ấy. Kiểu như là mình trồng nó không đúng với cái mùa nó cũng mưa ấy. Bây giờ có một ngôi nhà đây này. Chắc không phải là ngôi nhà này chứ. Không phải á, nhà này to. Lúc qua cái cuộc gọi điện thoại thì em Chứ cũng phải đi qua cái đường này, đến gần cái bên đường có cái đường bê tông đi lên dốc thì đây thôi. Nhà đấy thì ở đây. Nhưng mà nhà trưởng thôn này ở đâu? Ở bà em Chứ là nhà tích ở bên trên này. Anh thì vẫn chưa vào đến nhà, nhưng mà vẫn là đứng ở cái đường bên dưới. Thế em Chứ chỉ tay thôi. Ồ đây. Đi ra không? Chắc nhất cái chú kè cái ngôi nhà này cũng nhận đấy. Chú thấy có nguy hiểm không? Nguy hiểm cái này khá tốm ấy. Đây là của bác nhá. Cái thềm này cũng rất là cao nè, hơn 2 mét này. Nhờ, 2 mét dưới đấy. Hơn 2 mét đấy. Đây này, kè từ cái chỗ này đi rồi nhá. Đúng cái này mà không đổ xi vào nhớ đâu mà nó đổ một phát à. Bà con đây này. Đi cả nhà luôn. Sống trên đá. Chết bị lấp trên đá đây này, cô bác nhá, thực sự là cái này kè chắc cũng rất là dày ấy nhỉ. Bây giờ cái tay nghề kỹ thuật xếp đá của bà con đây rất là khéo. Chỗ này cũng không có cái xi để mình trộn mình sai kè lên, mà toàn là lấy đá nó tự xếp trùng chế lên đấy. Đi qua đường đi, chắc đi đường này. Đi đường này đi tên. Hay có cả cái tỏi hành à. Cái tỏi hành. Trồng trên đá luôn. Trồng trên kè này. Tốt rồi. Mình khi đi qua đây, không ai ở nhà này. Cái nhà này mà nếu mà có người ở nhà thì anh em có thể hỏ dò đường trước, nhưng mà thôi không ai ở thì anh em mình tự cứ đi lên. Vừa đi qua, mình vừa đi vừa hỏ. Vâng ạ. Hỏi gì mình đi lên lát nữa cũng sẽ đi qua đây. Đường này cũng khó đi nhỉ. Đường này hình như là ít người đi qua lại. Chắc là họ cũng ít người đi qua. Có một cái con đường bên kia thì nghe em Chứ kể là cái đường bên kia thì nó đẹp hơn. Vẫn là đường mình đi bộ thôi, xe máy không đi qua được ấy. Vì cái đoạn đường bên kia nó đi vào điểm trường bên trong khu của cháu Trả. Ở đây vẫn là thôn của gần khu của cháu Trả, nhưng mà tách ra là ba khu. Khu này là khu xe, chủ chê xe gì ấy. Chủ dưới, chủ trên, bên B thì nó là gần cái khu của em già với cháu Trả đi thưa ạ. Vâng. Đây là anh em mình đi ra. Có phải đường gần trên đỉnh hay sao? Bị ông trưởng thôn lừa rồi ha. Này à, cũng chưa biết à. Đi cũng biết nhỉ. Thôi nhỉ. Sao mà không thấy nhà nhỉ? Ui. Bị lừa sao đó. Quả này giống như nghĩ ra nó rồi. Đây. Được. Cho em Chứ. Anh. Anh em mình đi chắc nhận đường à? Đi qua đường này. Mà kia không có to rồi. Có to rồi, to rồi. Đường này vẫn đi được à? Đi được mà. Biết thế luôn đấy. Anh em mình đi qua đường bên kia nhờ. Đang lấy cá. Hả? Đi mua cá đâu về? Nhà bác có ấy. Nhà bác bán hàng bên kia không? Đây là các bác, đây là em Chứ ạ. Lúc anh gọi điện thì em đang ở bên trong đấy hay ở đâu? Là nhóm ta hát nào là. Hả? Thấu hồ tế hơn à? Ú thảo thay lấy thảo hút rồi nó hả? Tớ nhau hông chê với nhau chê. Thế nhớ chạy vô cầu lọc xa tốt là cái chạy. Hả đi á? Ồ, áo tốt này đi ạ. Thảo hút rồi.
Thì em chứ bảo hôm nay em chứ xong ra thì nhà đang tế ngô ấy. Thế nhà em ở đâu nhỉ? Ốc chén cũng thế nhỉ? Nhà em chứ ở bên trên này. Bây giờ mình nghĩ là mình đứng ở bên dưới thì chỉ ra ở trên này cũng gần, nhưng mà lúc này mình đi qua đường này, đoạn đường lên dốc bên dưới này đến hôm xa một tí nhỉ. Thế cái hoàn cảnh gia đình nhà đấy ở đâu? Em chứ nhớ lâu chứ hả? Cái này một tòa nhân tài. Nhưng mà sao em cho cho em có thể cầu anh em đi không? Cầu chứ. Em chứ cũng đang lấy mít đồ ở nhờ em trưởng thôn đưa đi luôn. Đi thì nói dễ dàng hơn. Chắc là anh em cũng bởi vì chưa biết cái hoàn cảnh như nào. Lúc chỉ nghe nói thế. Các bác nhá, cái hoàn cảnh đấy thì em chứ cũng có gọi điện cho em cái bảo là ở đây vẫn có một cái gia đình. Mẹ thì cũng mất sớm rồi, bố thì cũng bỏ rơi các con thì đi lấy vợ hai, đi ở thêm vợ hai luôn đấy. Nhưng mà nghe qua đấy thôi. Ở đây nhà thì bà con đây cũng khổ rồi, nhưng mà xung quanh đây mình cứ bưng ở cái váng nhé, tấm váng. Nên chúng nhận là bà con đây củ này, ô, cái chung củ này chắc là lấy trên đồ nú đá rồi nhỉ? Như cành củ ở góc củ miến này. Nhưng mà bí thư già ở đây khu này chắc toàn là nước mưa thôi. Vâng. Đây thấy nước làm cái máng này. Máng mưa đấy. Cái máng này hứng nước mưa đi vào ấy. Đây nguồn nước là cũng rất là hiếm nhá, không có một cái không có nguồn nước nguồn nước nào ấy. Thế thì vào đến đây lúc thấy bên kia cũng có một tổ ong gì nhà bí thư già. Không phải á? Hả? Đi xem mà. Đúng rồi, có cái tổ ong gì ở đây. Chỗ góc gần gốc cây này. Đi rồi nhỉ? Ông chạy hết rồi. Không có phải không? Rồi. Đi. Đi. Cũng có một cái góc tổ ong ở đây này. Chắc là bỏ chạy đi lâu rồi. Nhà. Vâng. Cái này đặt ở dưới này thì khó, cái này rất khó. Thế các cháu chỉ con đang thấy người lạ vào đóng cửa nhỉ? Thật mà. Các cháu đi mình thấy những người lạ. Thế là khóa ở ngoài đó rồi. Khóa này. Khóa ở bên ngoài hay là nó chốt bên trong? Ở bên ngoài. Hả? Khóa chốt ở bên ngoài. Đang chốt bên trong ấy nè. Anh em mình đợi em chứ này. Ở đây cũng được, tức là bà con cũng kéo được điện cho bí thư già nhỉ? Vâng. Chỗ này cũng tự đưa kéo được cái điện lứa. Cái này kéo hơn nhà mình ấy nhỉ? Kéo 2 năm về 3 năm về tháng. Cái độ khu này nó kéo chắc kéo từ kéo từ xã đến khác bên ổn. Ủa đây bí thư già, chỗ này cũng lấy được rất nhiều cây củ này, chất đầy này. Đằng sau kia này cũng sai một cái ránh để che nước nó không tràn vào bên trong nhà ấy. Vâng. Đây. Nhà mình cũng làm như thế này, nước mưa nó không tràn vào bên trong nhé các bác ạ. Chú là ủa cái cây này, lấy cái cây mai gì ấy nhỉ, để bổ ra làm cái mán hứng nước mưa sao á? Cái trúc á? Ừ. Cái này cũng lâu rồi sao nhỉ? Đây lâu rồi. Mình có cái mán này kiểu như là thì nó hứng nước mưa. Mấy cái nhà này toàn là anh em à? Em chứ. Ê, trai của em. Em trai là lấy á? Vâng. Vậy mà đã sao bổ lũ tàu lọc? Lũ tàu. À, tên tên là ủa chỉ chơi nó hả? Nhưng mà nó cho đi đi, cho đi đi. Cái đi cái khu này là cũng lần đầu thì mình lâu hôm qua đây cũng biết đấy thì với cái nhà này cũng xung quanh đấy cũng cái kiểu nhà nào thì đây là cũng là một ngôi nhà sao mà đi chứ đây là cũng là một gia một hộ gia đình đấy chứ bảo lừ đấy à em lừ à vâng. Cái nhà sắt đổ rồi kìa đi thì cái hai đứa này à? Ừ. Tức là hai đứa này hiện tại bây giờ hai đứa này á? Vâng. Đang ở tự ở nhà này. Tự ở nhà này luôn. Ừ. Nhà này. Ủa. Thế có, bây giờ có hai đứa con cái. Thế hai đứa con gái nữa. Bốn đứa à? Ủa. Thì tức là gì thì mình thức? Dạ. Hả? Chị tên chị ạ. Ơ gì mới chị? Chị con này bé ô bé hơn tiết rồi. Ơ gì con này bé hơn tiết rồi á? Tụi này tiết rồi. Dạ. Ơ nó bé hơn chị à? Bé tên cháu, gì cháu có đi cháu này có đi học hay cháu này vẫn đi học không đi chứ có à vẫn đi cháu tên là gì hả hải to hải lý chưa
không biết nó chắc ngại. Là em cái hỏi là bố của cháu đi đâu thì cháu kể ra là bố đi lấy vợ rồi. Bây giờ hiện tại vẫn có hai anh em. Thế em chứ em cho anh hỏi bây giờ ngoài hai anh em ra còn có chị nào nữa không? Mà cho lo tuổi thì lo tuổi. À vẫn có hai đứa chị nữa. Có ba đứa con gái, một đứa đi học, có hai đứa đi làm viện. Đi cha lo bổ. Tức là trong gia đình hiện tại vẫn có năm người phải không? Vâng. Thì ba chị cùng ba đứa chị cùng với hai đứa em này. Năm đứa. À tổng hiện tại trong gia đình ngôi nhà này là năm người. Năm người đang ở. Đây à, cô bác nhá, tức là em chứ cũng giới thiệu cho em cái và em già hôm nay hai anh em mình vào đến đây thì cũng hỏi qua tức là như ngôi nhà thì em cái cũng thế, ngôi nhà cũng trên nắng trên mưa, nhà cũng làm được lâu năm rồi nhưng mà ở bên dưới nền này cũng là nền xi măng ạ, đây ở dưới nền xi măng xung quanh cũng có cái rãnh. Ố cái cột này đổ ra sao nhỉ, lũ ăn nước thì lỉa à, mình thu nên đúng không? Ô đây cột, cái cột này đổ ghế sao ấy, xong thì dựng lấy một cái cây ấy để làm dựng giữ cái này thôi nhỉ. Ủa chào em. Thì hôm nay vào đến đây thì thấy cái ngôi nhà của hai năm cháu, thế là vẫn có ba chị. Đi chào chào bếp máu đi, chào chủ nhân đi, chào tao chắc đi làm một trò chơi nào mua thì đúng được từ bên đứa này quá chị à, xanh nó xanh lửa đấy xanh hả. Thì cô bác thực sự là các cháu trẻ mồ côi ấy thì bây giờ cũng rất là nhỏ như thế này. À, bố thì người bỏ bê, à, ngôi nhà thì đây vẫn là ba bưng bà cái tấm ván này ở bên dưới là nền xi măng cô bác nhé. Xung quanh cũng như cái ngôi nhà. Ủa, bên dưới này cũng nhiều cái tách ngăn nước ấy hả chứ? Ba cái tách nước à? Vâng. Mua bể á? Gia đình nhà rồi. Nhà cũng không làm bể thì chắc vẫn có ba tách nước để dự trữ rồi nhỉ? Không là bên dưới thì có cả ba cái bể này, nó cũng là một cái bể này thì cũng hơn khố nước nhá, được hơn một khố gần hay là một khố như thế. Bể nước này không đào được, bể nước thằng đào được cho cái gì? Đây bây giờ có một cái bể nhà ra này. Rồi bây giờ đưa ra hai cháu ra để chú hỏi tí này. Đây cô bác ạ, cũng được em chứ cũng gọi điện cho anh em mình vào nhưng mà tiện thể hôm nay hai anh em mình cũng vào trong bảng cái khu của hai bố con em già ấy, cũng không chuẩn bị được cái bánh kẹo gì cho các con. Nhớ đến một lần sau anh em vào thì có khi lại mua đến bánh kẹo để cho các cháu sau nhé cô bác ạ. Em chứ ạ, thì tí hôm trước ấy, em cũng có gọi điện hoặc là em đang nói qua bảo là đây cũng có hoàn cảnh ấy. Cho em gọi điện cho anh. Bảo là đây cũng có một cái hoàn cảnh gia đình nghe bảo là mẹ của các cháu cũng mất được bao lâu rồi? Mất được mấy năm? 4 năm rồi. Mất 4 mẹ năm. Của các cháu mất được 4 năm rồi. Vâng. Thế bố của các con lại bỏ. Thế mẹ mất. Có nghĩa là chết con này được. Con này là á sứa đúng không? Con này uống sứa thế á? Không được sứa mẹ á? Vâng. Tức là lúc là mẹ của cháu xính thì mất thì cháu vẫn đang bú sứa à? Vâng vâng. Đây là chẳng 1 tuổi. Vừa mới 1 tuổi. Đây cô bác ạ, lúc mà mẹ mất thì cũng đang còn rất là nhỏ đây này, đang bú sữa nghe em chứ kể ra thế. Thế em chứ ra đây anh hỏi tí, vì thế thực sự là bây giờ bố của các cháu thì cũng đi lấy vợ hai ở với vợ hai. Đi lấy vợ hai lúc bù. À thế hiện tại bố của các cháu ở với vợ hai không về trông các cháu nữa. Không về ạ. Không về luôn. Không phải trông ấy, đi cả tháng 2 3 tháng xuống một lần xem. À rồi. Tức là mình đi tầm 2 3 tháng xong thành khoản thì xuống một lần xem. Xuống một lần để thăm các con thôi. Vâng. Em nương mua đủ cho các cháu ăn quanh năm không? Đủ chứ. Đủ nhưng mà bây giờ thì không, năm nay thì không được mà có ít thôi. Năm nay mất mùa mà. Nói chung là ai cũng như vậy. Không phải mà tội bố cho bố đi lấy cái việc khác rồi, bố cũng là nơi lại ý mệt được ý. Đúng rồi. Thực sự là tội nghiệp nhất là các con, các cháu mồ côi ở trên vùng cao này đang còn rất là bé nhưng đã tuổi ăn tuổi học, tuổi này là mình rất là cần thiết để có bố mẹ, rất là cần thiết để có bố mẹ, để có chỗ để nương tựa ấy, mình đi học hành này, có người để làm cơm cho mình ăn, xong mình đưa mình đi học, về đến nhà mình có chú dự dựng ấy, kiểu như sẽ yên tâm hơn nhiều. Ví dụ 3 ngày thì không sao, em cái lo nhất là cái phần nửa đêm ấy, hoặc lúc ban đêm ấy. Đúng rồi. Cũng gọi bố mẹ cũng không có ai. Tám giạt rồi thế này. Các kiểu cho con rồi không ăn có gì ai. Nhờ? Hả? Nhờ thế á? Ơ xin mời chị. Nhờ bố. Ơ xin mời chị ạ. Thỏ thứ gì tí lỏ? Tí lỏ. Để bà là coi nhớ bố không bà nhớ. Nhưng mà bố đi lâu rồi, bố đi 2-3 tháng. Ơ, nhỏ nhỉ chị nhỉ? Nhỏ thế. Số đi sang ngày. Ăn điểm mấy chị à? Đi ăn điểm à? Ăn điểm đi. Ăn điểm mấy chị gì phải không?
Con không biết. Nó là hỏi thật sự là tầm tuổi 5-6 tuổi giống như các con này ấy, thì mình hỏi cái câu nào thì trả lời câu đấy thôi. Vâng. Nhớ thì rất nhớ thật nhưng mà cũng không có ai thương ấy. Như này, thế Lử thì chắc là năm nay mấy tuổi nhỉ chứ? Lử á? Ừ. Hơn 5 tuổi luôn. À, hơn 5 đang, tuổi. Hơn 5 tuổi, gần 6 tuổi. Thế bây giờ lớp 1 tuổi nhỉ? Rất là còn lớp 1 á? Vâng. À, 6 tuổi vào lớp 1 chắc ngồi đi, sao thế vào 6 tuổi hay nhá. Vâng. Thế Lử. Bây giờ hai chị à, còn ba chị đấy thì vẫn đang hai chị vẫn làm được không? Lớp 2 rồi, thế lớp 1. À. Thế lớp 2 thì cũng năm nay cũng nhất một tuổi. Năm nay vào lớp 2 này. Năm nay vào lớp 7. Học lớp 2 thì năm 7 tuổi nhỉ? 7, 6 tuổi vào lớp 1 mà. Vâng, đấy, 6 tuổi vào lớp 1. 6 tuổi lớn. Đồng thời trở lên. Đây này các bác, các cháu đang còn nhẹ nhóc thế này rất là cần sự giúp đỡ từ bố mẹ. Tắm rửa này, hoặc là ăn mặc. Hai chị là đi làm á? Đi làm. Nhà có nuôi vật nuôi nhiều không? Ít không? Gia đình có bố mà, có nhiều nhưng mà bố của thà, bà lấy bố bố có thể là đi lấy chồng và ly hết vợ hai rồi, bây giờ thì không có ai mới cùng giúp làm, bé thì thế là lại là bé là có dê không? Chưa có. Không cái có. Gì? Không có. Không có cái gì luôn à? Vâng. Chuột chạy đang bên dưới này không? Không có. Đưa anh em mình đi tham quan tí này đây. Có hai đứa cháu phía sau nhé. Hôm nay thì nói chung là nhà cửa thì vẫn chê nắng chê mưa rồi. Các con thì chắc cũng không phải lo gì hết nhưng mà lo nhất là chuồng đẹp mà anh. À, một cái điều đây này, chuồng trại thì vẫn rộng rãi nhưng mà bây giờ không có con vật nuôi gì hết rồi. À, đây còn là làm cái thang gỗ để xuống chuồng là cái thang để cô bác nhé. Thực sự là nhà cửa thì vẫn trên nắng trên mưa và sẽ kiên cố kiểu như các cháu sẽ ở yên ổn rồi, mà lo nhất là một cái điều mà các cháu còn rất là nhỏ như thế này. Ở đây này, nhỏ nhất là các cháu đang bơ vơ không chốn nào tương tượng bí thư đảng. Vâng. À, các cháu đang thế này rất là bơ vơ, kể như tuổi rất là nhỏ, thế rất là cần để những người mà bố mẹ sự ấm áp của tình cha mẹ để giúp đỡ cho các cháu mới có cái chốn mà đi học đến nơi đến chốn. Sau này các con lớn lên còn có chốn để dựng ấy. Giặc giũ không ai đây, em chứ vào đây mà giặc cho em mình này. Đồ cơm canh không ai nấu cho. Thế ví dụ mà các cái chị cả của các cháu là năm nay mấy tuổi nhỉ? Có một chị lớn nhất này, lớn nhất trong đây. Còn chị lớn thì mười mấy? Mẹ ba, mẹ bốn rồi. À, là 13, 14 à? Vâng. Thế chắc có may, rất là may có chị đấy lớn, chị còn nấu nướng và nấu cơm để cho các con để ăn, cho các em để ăn nhá. Nếu mà không có chị đấy lớn thì không biết là các em còn đi học về không có ai nấu cơm để đợi. Vâng. Thật khổ nhất cái này thôi cô bác ạ. Cháu Lử với cháu Xính. Cháu Xính học lớp mấy? Hả? Các thầy trả mẹ học lớp mấy? Cái chị Lử hả? Lử học lớp mấy? Học lớp 2. Học lớp 2 không? Học biết nói tiếng phổ thông không? Không biết á? Nhưng mà vẫn nghe được phải không? Vẫn nghe được mà. Nghe được. Tức là cái như là tiếp xúc nha cô bác ạ. Không phải là các cháu mà ví dụ em cái mình cũng phải thành thoảng cũng hay tiếp xúc và nó tiếng phổ thông. Vâng, đúng rồi. Mình toàn nó tiếng dân tộc mình thì lâu lâu mình mới tiếp xúc thì hơi ngọng và đôi lúc mình nó cũng không xó. Các cháu cũng ngại, nghe thì vẫn được những cái câu từ bảo là chào hỏi nè, đi đâu thì vẫn nghe được, hoặc là cũng không nói được ấy. Vâng. Hôm nay thì vào đây thấy hai đứa cháu cũng rất là tội nghiệp thế. Bây giờ hai ba đứa chị, tức là chị của ba người chị của hai em này, hai cháu này đi đâu rồi? Đi làm à? Đi làm, một đứa mà đi làm về nó đi chạy ra bộ, không phải chạy bộ, đi rú. Đi giúp Lử ấy, Sử ấy, trao bộ Sử đi làm, thế là giúp Sử trao bộ. Bây giờ một đứa là đi lấy cụ, đi nhà cụ ở đâu ấy. Một đứa là buổi chiều đi học sáng. Tức là vẫn có một cháu đang đi học ở trường chính nữa. Vâng, không ở học trường chính, lớn lớn năm. Có một cháu đi học trường chính mà một cháu thì cũng đi giúp hàng xóm. Có hai cháu phải ở nhà. Vẫn có hai chị đang ở nhà, kiểu như là vẫn giúp hàng xóm, kiểu như mình công việc gì ấy, họ nhờ đến thì mình giúp họ làm. Vừa giúp họ làm để có như đủ bữa cơm. Cơm nhà này, gạo ngô nhà này vẫn có nhiều mà vẫn đủ ăn không? Đủ. Các cháu ở đây vẫn có một ít, nhưng mà năm nay mất mùa nó cũng không được giống như mọi năm nhé, cô bác ạ. Thì đây, vào đây. Hai cháu tối hai anh em tự ngủ với nhau hay là ngủ ở đâu? Hả? Đúng với thế. 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 Chú ạ, chú ạ, chú ạ. Hai em xem hai chú mình rồi.
năm người thì chắc các chị nữ thì hai chị nữ được một ngủ một giường. Hai cháu này dụng ngủ một giường. Ui kín thế. Sợ ma mà. Sợ ma đi không, đây không đi. Có đâu chẳng qua đây. À không không ngam buồn đấy, xong lấy cái vải này lấy chiếu này để trên trong các con ngủ ở đây nhá. Không có đệm nữa chứ. Không có đệm. Mùa hè này nóng thì không không có đệm cũng được. Nhưng mà cái mùa đông đến đấy thì rất là cần phải có đệm để có cái chăn đầy đủ ấy, mình ngủ cho nó ấm. Đây nhá cô bác ạ, hôm nay thì ký được thì em chú cũng gọi điện cho em cái và em cái vào đây để chia sẻ cái hoàn cảnh mồ cô. Mẹ thì mất sớm, xong thì bố thì cũng bỏ các con để bơ vơ đi lấy vợ hai, không quan tâm đến các cháu nữa cô bác ạ. Hôm nay hai anh em mình em cài đi thi ra cũng vào đây cũng chỉ chia sẻ đến thôi. Nếu mà được các cô bác nào đồng cảm như là yêu thương đến cái hoàn cảnh hai cháu Lử và Xính ạ, giúp được phần quà nào thì anh em mình lại tiếp tục cũng vào đây để chia sẻ cho bác biết. Vì cái hoàn cảnh này đúng là nhà cửa thì nó vẫn trên nắng trên mưa được rồi, và nền ở bên dưới cũng là nền xi măng, nhưng mà cái thiếu thốn về cái tình cảm ấm áp cha mẹ mình không có cái người lớn ấy để nuôi dưỡng mình ấy trong cái thời gian mình đang tổ ăn tổ học như thế này. Đây này cũng rất là cần cái sự giúp đỡ theo mẹ bạn thêm cái hay là các cháu. Thế các cháu đang hỏi là có nhớ mẹ không, bảo là nhớ bố không, cũng rất là nhớ, nhưng mà mình còn nhỏ thế này mình cũng không biết là tìm ở đâu và muốn chấp nhận thôi. Mình đói chưa biết nấu ăn đang chắc là hai cháu này vừa mới 6-7 tuổi làm gì biết nấu. Chị biết nấu trừ khi về xem cơm chín cơm nguội có gì thì ăn đấy thôi. Thôi nhá em chứ ạ. Hôm nay thì hai anh vào đây thì cũng chỉ về chia sẻ như thế này thôi. Cũng rất là ngại lúc anh vào từ bên trong khu em già lên đấy. Anh cũng không mua được bánh kẹo gì thôi, để lần sau có khi anh vào thì anh sẽ nhá. Có lần sau mua kẹo vào cho các cháu sao ạ. Chắc bây giờ anh em cũng xin phép về thôi nhỉ. Và anh cũng xin phép về thôi nhá. Vâng, thế là cô bác bây giờ cũng xin phép về thôi. Thì em cái cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào quý khán giả ở video tiếp theo.